Lạng Kha Kỳ Duyên chương 72, có người hâm mộ. Kế Duyên không phải một cái ngang ngược người, hiện nay cũng không có chân chính ngang ngược lực lượng, bất quá hắn lại thấy rõ áo lông gió tâm tư. Một đầu thủy tinh ngưng tụ ngân khiếu cá bột tự nhiên là trân quý, ít nhất đối với bây giờ Kế Duyên mà nói thế nhưng là bảo bối, cho dù không biết dùng như thế nào thích hợp nhất, lấy ra nấu canh tám thành cũng đỉnh bổ. Nhưng dạng này kỳ thật có chút lãng phí, Chân chính hiểu được sử dụng con cá này người ngay tại mấy chục bước có hơn giữa rừng núi một mặt đề phòng đâu. Cựu tiên sinh không cần khẩn trương, một câu khóe miệng mà thôi, kế mổ còn sẽ không cùng hài tử chấp nhặt huống hồ hài đồng nói năng lỗ mãn tự nhiên nên có trưởng bối trong nhà giáo huấn Kế duyên thanh âm bằng phẳng truyền đến, mang theo bọc quần áo kẹp lấy dù che mưa, một cái xanh biết cây gậy trúc khiên trên vai, xảo dịu tránh đi trong núi nhánh cây cùng dây leo, Chậm rãi ung dung đi tới tựa như một cái liền quyền cướp võ công cũng sẽ không phổ thông bách tính. Thú vị là, lục trúc gậy tre mũi nhọn, một khỏa thủy cầu liên tiếp một đầu tinh tế ngấn nước, cứ như vậy rung động rung động chống tại kế duyên sau lưng, mỗi lần luôn có thể lệch một ly né qua nhánh cây, thấy thú vị ý tỏa ra liền cực kỳ khoan thai. Đây là kế duyên ngây thơ thoải mái một mặt tự nhiên biểu hiện, để cho người gặp không hiểu nổi lòng yên tĩnh. Đi tới gần nụ cười trên mặt không giảm kế duyên hướng phía tên kia gọi cùng nam đồng trừng mắt nhìn tiểu gia hỏa này hiện tại đã không dám lên tiếng cũng còn không có ý thức được kế duyên vừa vặn câu kia nhìn như bụng lớn lời nói có bao nhiêu lợi hại trở lại tuyệt đối sẽ có giáo húng kế duyên cái này hoặc bắt một màn bị áo lông gió bắt được ngược lại an tâm không ít cũng ngầm định sau khi trở về để cho nam đồng ăn chút đau khổ sư huynh luyến tiếc hắn cái này làm sư đệ liền người quản lý Áo lông gió không có vạch trần lại thêm không có trực tiếp mở miệng giáo huấn nam đồng, mà là mở miệng trước hỏi dò kế duyên. Không biết kế tiên sinh đuổi theo có gì chỉ giáo? Ha ha, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là kế mổ một nghèo hai trắng thực sự xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết, gặp các ngươi như thế vừa ý cái này ngân khiếu nhỏ, lấy ra cho ta nấu canh thực sự đã là đáng tiếc lại là lãng phí, không bằng liền cùng các ngươi đổi ít đồ A. Nếu như là vừa rồi, chợt vừa nghe đến kế duyên yêu cầu, áo lông gió sẽ dẫn đầu coi là vị này không biết cao nhân là đang uy hiếp cái gì nhưng bây giờ cũng rất kỳ lạ không có sinh ra loại ý nghĩ này không biết tiên sinh muốn phải vật gì nếu như là ở phía dưới liền đem ra được đương nhiên sẽ không keo kiệt áo lông gió nghĩ là đối phương phần này thiện ý liền đều có giá trị kế duyên từ đầu tới đuôi cơ hồ không nói gì lời nói dối hắn là thật một nghèo hai trắng cũng thật động đậy hầm canh cá ý niệm hiện tại trạng huống này là không thể tốt hơn Đương nhiên hắn cũng không biết cái này ngân khiếu nhỏ rốt cuộc giá trị gì, chỉ có thể tận lực hướng thầm nghĩ muốn đồ vật phương diện mở miệng. Kế mổ bất quá là cái hương giả hạng người, kiến thức nông cạn cũng không cần quá mức vật trân quý, chỉ là đối với hiện nay tu tiên giới sự tình hết sức hiếu kỳ, bất luận là công pháp thuật thuật, kỳ thư dị trí, hay là nhỏ vụn diệu pháp cùng thú vị đồ chơi, đều có thể chi đổi lấy cái này ngân khiếu nhỏ, ân. Ừ. Chính là nông cạn nhất luyện khí quyết cũng cực cảm thấy hứng thú thông qua tư sáng sách cùng ngoại đạo truyền bên trong hiểu được luyện khí quyết tại cơ sở giai đoạn là không có cao thấp đã không có ngũ hành khác biệt cũng không phân âm dương mặc dù từng cái tiên phủ đều có chỗ gọi là đặc biệt luyện khí quyết nhưng trên thực tế cơ bản giống nhau không có cái gì khác biệt nói trắng ra là chính là tu tiên pháp quyết bên trong hàng thông thường kế duyên vừa vặn khát vọng nhất chính là cái này hàng thông thường mà lần này không giống với lần trước tống lão thành hoàng hiểu lầm Kế duyên rất rõ ràng biết rõ áo lông gió đem mình làm cao nhân, có thể hắn cũng không nói ra, biết người biết mặt không biết lòng, để cho người ta bảo trì kính sợ đối với hiện tại chính mình mà nói thích hợp hơn, đặc biệt là lúc này cũng coi như có như vậy một chút lợi ích cút mắt. A a a. Cơ sở tu tiên luyện khí quyết ta có, ta có, sư thúc chúng ta liền dùng cái kia đổi. Nữ đồng cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Lưu luyến. Áo lông gió hừ một tiếng, lập tức để cho nữ đồng im tiếng thật cầm cơ sở luyện khí quyết đến đổi cùng đối phương tặng không khác nhau ở chỗ nào nghĩ đến cho vừa rồi nhìn thấy tư sáng sách lại hồi tưởng kế duyên trong miệng nói qua ngoại đạo truyền loại này trăm năm trước đồ cổ tạp thư áo lông gió chính mình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhìn cái này kế tiên sinh là thật đối với hiếm lạ sự tình cảm thấy hứng thú liên tưởng đến nơi này áo lông gió trong lòng cũng có quyết đoán nhất định phải cùng cái này thâm bất khả trắc cao nhân kết xuống một cái thiện duyên tiên sinh nhã hứng áo lông gió cũng là trong lòng mong mỏi chỉ tiết trên thân cũng không cái gì hiếm lạ bảo vật nhưng có quyển sách cổ chương tiên sinh định cảm thấy hứng thú nói đến đây áo lông gió ống tay áo vung lên một cái hẹp dài bạch ngọc cái thẻ trong tay áo bay ra ống ánh sáng long lanh ướt chừng ngón giữa dài ngắn. đây là câu thần tàn thiên cầu mổ nghiên cứu mười mấy tái mặc dù không được dị thuật nhưng lại đối với thuật pháp lý giải cùng tâm thần có ngưng tụ chút trợ giúp không biết vào không vào được tiên sinh chi pháp nhãn Áo lông gió giới thiệu vài câu, Bạch Ngọc cái thể liền hướng phía kế duyên bay đi, bị cái sau đưa tay tiếp lấy. Câu thần Ban sơ quyển kia tu tiên trong sách đề cập tới dị thuật. Cho dù là tàn thiên, nhưng kế duyên cũng rõ ràng loại vật này có thể tuyệt đối không phải cải trắng hàng. Một đầu ngân khiếu cá bột sợ là không đáng đi, nhưng muốn đưa trở lại kế duyên có thể luyến tiếp, nhưng da áo lông gió chính mình cũng không thèm để ý. Nhưng mặc dù rất vui vẻ, chỉ là không biết vì cái gì kế duyên hay là càng muốn hơn luyện khí quyết. Một đầu ngân khiếu nhỏ sợ là giá trị không được nhiều như vậy, đa tạ cừu tiên sinh ý đẹp, kế mổ nhờ ơn. Đang khi nói chuyện, kế duyên bả vai lắc một cái, cần câu liền vung vẫy lên, cái kia thủy cầu xẹt qua dây câu, tựa như ngư nhân ném can bình thường, tại kế duyên cao siêu phát lực và cân bằng kỹ xảo phía dưới, trồng vành vạnh vững vàng bay về phía áo lông gió. Cái sau vội vàng thi pháp định trụ thủy cầu, lại không khỏi dẫn tới thủy cầu bọc nước dập dần, lần này cho dù là nam nữ hai đồng tử cũng có thể nhìn ra lập tức phân cao thấp lờ mờ biết rõ khó lường áo lông gió trong lòng khe khẽ thở dài đối phương ngoại trừ ngự thủy y nguyên không có triển lộ một chút pháp lực mà chính mình thi pháp tiếp nhận nước đoàn lại dẫn tới sóng nước dập dần hắn không nghĩ tới kế duy nhiều lắm là thi pháp duy trì thủy cầu tồn tại cái khác hết thể dùng đều là xảo diệu khống chế lực đạo kỹ xảo cùng thuật pháp không quan hệ Kế tiên sinh, đã chuyện chỗ này, chúng ta cũng theo đó quay qua đi, ngày khác có cơ hội, hoan nghênh tiên sinh đến học nghi ngờ núi làm khách. Tốt, có cơ hội định đi bái phỏng. Song Phương cũng còn tính hài lòng, cùng một chỗ chấp tay đến khác. Mà cái kia bọc lấy ngân khiếu cá bột thủy cầu, tắt thì đến nữ đồng trong tay, đứa nhỏ này cũng là dùng ngự thủy kỹ xảo, trên dưới sôi trào đồ cá con, tại áo lông gió thúc giục phía dưới, hai hài tử mới thuận theo ly khai bất quá ước chừng đi vài chục bước, nữ đồng giống như là cùng áo lông gió trao đổi cái gì, chuyển thân hướng phía kế duyên chạy tới, đi đến chỗ gần mới từ trong tay áo trong túi móc ra một cái hơi lớn bạch ngọc lá thăm đưa lên. Kế tiền bối, đây là ta cơ sở luyện khí quyết, ngươi vừa vặn nói muốn muốn, ta có thể chỉ có cái này đâu. Nói xong không đợi mang theo kinh ngạc kế duyên phản ứng, tiểu nữ đồng đem bạch ngọc lá thăm ném đi, tranh thủ thời gian chuồng đi chạy về áo lông gió bên cạnh, cái sau cũng mang theo ý cười hướng kế duyên chắp tay kế duyên nội tâm hiện tại rất là tràn ngập một loại kinh hỷ mặc kệ là áo lông gió chỉ điểm hay là tiểu nữ hài chính mình biết làm người đối với kế duyên mà nói đều ý nghĩa trọng đại tiếp lấy bạch ngọc lá thăm liền không nhịn được cười ra tiếng ha 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 rất hay rất hay nữ hoa nhi gọi lưu luyến đúng không tương lai nếu như là gặp gỡ khó xử kế mổ chắc chắn tận lực giúp ngươi một lần chúng ta sau này còn gặp lại ha 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 tiếng cười kia trung khí mười phần đầy cõi lòng vui thích lại thêm tràn ngập kế duyên khí độ cùng tự tin cho dù hiện tại hay là một nhân vật nhỏ có thể hắn đối với mình hay là có lòng tin gặp kế duyên cười to sau đó hướng chính mình chắp tay đáp lễ áo lông gió mới mang theo ngăn không được nụ cười dắt hai đồng tử cất bước ly khai trên dưới một trăm bước sau đó thân hình liền đã càng kéo càng xa nửa khắc sau đó áo lông gió nắm hai đồng tử tại chân trời cưỡi gió mà đi vẫn như củ mặt lộ vẻ mỉm cười Sư thúc, đổi được cá cũng không cần cao hứng như vậy đi. Gặp nam đồng mở miệng, áo lông gió khẽ lắc đầu nhìn về phía còn tại chơi lấy thủy cầu nữ đồng, mở miệng cười một tiếng hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hắc hắc, thế gian có một loại nói dịu cao tuyệt hạng người rất là tùy tính thoải mái, vô tà rực rỡ phản phát quy chân, kết bạn chính là duyên phận, ngươi không hiểu, tương lai có người hâm mộ. Cựu phong mang theo hai đồng tử ly khai đã rất lâu, kế duyên tại chỗ cũ cứ như vậy chờ lấy, thẳng đến hoàn toàn xác nhận đối phương đã ly khai lúc này mới mang theo cơ hội ức chế không nổi cảm giác hưng phấn quay trở về bích thủy đàm một bên trong tay không ngừng vuốt vuốt một lớn một nhỏ hai mảnh bạch ngọc cái thẻ không hổ là ngọc hoài sơn thứ gì đều thích cùng ngọc dính dáng cái kia lam ngọc vòng cái này bạch ngọc cái thẻ thậm chí cừu phong đỉnh đầu ngọc trâm vừa rồi kế duyên đều có thể nhìn thấy nhỏ bé không thể nhận ra huyền quang cổ động ai nha quên rồi thuận tiện giúp ngụy vô ý hỏi một chút Kế duyên vỗ đầu một cái, nhớ lại điểm này lập tức có chút bật cười, cái này ngụy vô ý rốt cuộc tính không được cùng chính mình rất quen, nếu như là tiểu doãn thanh sự tình chính mình liền tuyệt sẽ không quên. Bích lục đầm sâu một bên, kế duyên tại chỗ cũ ngồi xuống, đem xanh biết cây gậy rút để ở một bên, liền cuộn lại chân bắt đầu thưởng thức xem hai cây bạch ngọc trên thẻ tre nội dung. Loại này ghi lại phương thức tại thông minh sách cùng ngoại đạo truyện bên trong đều có nâng lên, gọi là lấy vật sinh động chi pháp, xem như rất có tiên tu đặc sắc ghi lại thủ đoạn, chỉ là tương đối hao tâm tốn sức cho nên thông thường tình huống dùng đến không nhiều, vật dẫn có thể là kim thiết thạch ngọc các loại đồ vật. Ghi chép người đạo hạnh càng cao pháp lực càng mạnh, đối với vật dẫn yêu cầu liền càng thấp, thậm chí tại ngoại đạo truyện bên trong còn đề tập tới có lấy nước chảy thanh phong những vật này làm vật trung gian sinh động người, được cho thần dị phi thường. Còn như kế duyên trong tay cái này hai mảnh bạch ngọc cái thẻ đại khái là ngọc hoài sơn tài đại khí thô nguyên nhân đều là tính chất thượng cấp bạch ngọc tự nhiên xem như lương tài đối với người thi pháp yêu cầu thuộc về nhỏ nhất một loại kia dị thuật câu thần dù sao cũng là tàn thiên cựu phong nghiên cứu vài chục năm đều không có hoàng nguyên ra tới kế duyên không cho rằng chính mình liền lập tức đi cho nên trước tiên để một bên mà là đem đại cái kia một cái bạch ngọc cái thể giữ tại trong tay bên trên khắc lấy vài cái chữ to tên là ngọc hoài tiểu luyện trừ cái đó ra còn có từng đạo từng đạo sóng nước một dạng đường vân ở chính diện. Đọc đến ngọc này cái thể có thể so sánh xem thiên lục thư các loại đồ vật yêu cầu không lớn lắm rồi, chạm đến người chỉ là đưa vào linh khí đến ngọc cái thể bên trong nhất chuyển, tự nhiên có thần niệm dắt lòng đang trong ý thức huyển hóa ra kỹ càng nội dung. Cho dù chỉ là cơ sở luyện khí quyết, có thể trong đó nội dung nhưng vượt xa lúc trước đạo khí quyết, như thật muốn so sánh, đạo khí quyết nhiều nhất chỉ có thể coi là luyện khí quyết nội dung một cái số lẻ, trong đó liên quan đến rất nhiều đạo lý kỹ càng giảng giải tu tiên một chuyện cơ sở cái gọi là ngoài có đại thiên địa thân bên trong tiểu thiên địa nhật nguyệt cấu kết tinh thần khiếu huyệt thân bên trong tiểu thiên địa thăm dò đến nay vẫn không có cuối cùng trình độ phức tạp thậm chí chưa hẳn kém hơn đại thiên địa luyện khí quyết chính là cấu kết tạng phủ ngũ hành chi khí tại người bên trong thiên địa bên trong huyển hóa ra tâm hỏa thần thủy những vật này đến dung luyện linh khí tại kế duyên lý giải đến xem đều là huyền huyền ảo ảo phạm vi Khó trách những cái kia trong giang hồ tiên thiên cao thủ đạt đến đỉnh phong sau đó, phần lớn tại võ công cảnh giới bên trên ôm hận mà kết thúc, loại này đã không phải là dựa vào trong tham ngộ công cùng kinh mạch có thể tưởng tượng ra được rồi. Cảm thán một câu, kế duyên mới bắt đầu hai đời đời người bên trong lần thứ nhất luyện khí, cái gọi là tiểu luyện đã là luyện khí tu tiên trước vài cái giai đoạn, cũng gọi chung là dưỡng khí, đã là muốn nuôi ra bên trong thiên địa tâm hỏa thận thủy hai cái này một âm một dương quan khóa chi khí cũng cần lấy chi luyện hóa ôn dưỡng pháp lực. Chỉ là tu tiên bên trong hai cái lớn nhất môn hạm, cái thứ nhất cảm giác linh khí đạo khí nhập thể, cái thứ hai chính là tại tiểu thiên địa bên trong bên trong hóa âm dương, đối với kế duyên tới nói lại cơ bản không hề khó khăn. Căn bản không giống với cái khác tu tiên hạng người cơ sở giai đoạn đi cảm ngộ thân nội tạng phủ quan tưởng thiên địa khó khăn, đồng thời quan tưởng ra tới thiên địa nhiều nhất một phòng chi địa, kế duyên vẹn vẹn một chút nhập định, nghĩ đến thân khí hóa thiên địa, toàn bộ định bên trong thế giới đã là thiên địa mênh mông. Đại địa sông núi, giang hà đầm nước, nhật nguyệt tinh thần từng cái hiển hóa. Kế duyên không có lưu luyến tại sơn hà cảnh đẹp, mà là tranh thủ thời gian bắt đầu rồi mấu chốt tu luyện, mặc niệm khẩu quyết trợ giúp thần dị dẫn đạo, cổ động tạng khí sinh cơ lấy chi cấu kết huyển hóa thiên địa. Tâm hỏa hiện Ý niệm này cùng một chỗ Quanh Thiên địa nơi nào đó trên cự phong, một đoàn thiên hỏa cháy từ cao không phản phất giống như mặt trời, kế duyên phản phất có thể cảm nhận được cái kia vô tận nhiệt lực, hắn cũng không có vốn là muốn tượng bên trong kích động như vậy, định bên trong tuy có cảm xúc lại bị mênh mông thiên địa chỗ đồng hóa, cho nên ba động như thiên địa một dạng yên lặng. Thần Thủy Hiện Kế tiếp ý niệm tái khởi Ào 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 Bên trong trong trời đất cùng một vị trí, đại địa bên trên gian hà hội tụ sống cả cuồn cuồn. Tình huống cùng Ngọc Hoài tiểu luyện bên trong miêu tả khác biệt có chút lớn, hoặc là nói đã đến hoàn toàn thay đổi tình trạng, có thể kế duyên tự giác hẳn không phải là chuyện gì xấu. Khí hóa âm dương. Cái này mấu chốt nhất hai bước một trong, đại địa sống cả cùng bầu trời hừng hực, một cái vô tận thủy lực từ dưới lên trên kéo lên một cái liệt diễm xoay tròn hạ thấp xuống tới. Đỏ lên bỗng thấu tại kinh người khí thế bên trong cùng nơi đây thiên địa tự phong đỉnh đầu hội tụ. Kế duyên tự như là một cái người đứng xem đối trước mắt kinh người cảnh tượng không có chút nào gần sóng, nhìn xem cái kia lửa cùng nước tại chỗ giao hội dần dần hóa khí chuyển biến, hình thành một trắng một đen. Hai loại màu sắc tại giao hội bên trong dần dần xoay tròn, hình thành một loại kỳ lạ vòng xoáy, tựa như một cái to lớn thái cực đồ, chỉ là thiếu đi song ngư cái kia hai điểm. Âm dương hóa lô Mấu chốt nhất một bước, cho dù là giờ phút này kế duyên cũng không nhịn được trung động. Âm âm Nguyên bản bên trong thiên địa mọi chuyện đều tốt một dạng không âm thanh, giờ khắc này kế duyên lại tựa như rõ ràng nghe được một loại tiếng nổ vang, thiên địa đều rất giống đang chấn động. tự phong đỉnh đầu nơi, âm dương thái cực trung tâm, một tòa cự đại đang lô tại vô tận ảo diệu gần sóng bên trong hiển hiện. Hô! Kế duyên ngoại giới thân thể thở vào một hơi, chủ yếu là thông minh sách bên trên miêu tả quá dọa người rồi, lão nói chút khó khăn mà nói, còn nói có người bùng nổ lô nghìn lần mà không được thành thẳng đến Lô Thành, kế duyên có thể tạm thời an tâm, nếu như tu tiên giả không có gặp cực kỳ nghiêm trọng đặc thù tổn thương, thân này nội đang lô là sẽ không tiêu thất, lui về phía sau chỉ cần vừa quan tưởng sẽ xuất hiện. Kế duyên quan tưởng lấy chính mình thân bên trong chân đạp một ngọn núi nguy nga đang lô, thấy thế nào chính mình tư chất cũng không tính là kém sao. Nụ cười trên mặt hiển hiện, trong lòng thần tùy ý chuyển, toàn thân linh khí nhao nhao tựa như hư không tiêu thất, lại tại đang lô trước đó hiển hiện, hiện xuyên thấu qua đan lô lỗ thủng bị hấp thụ đi vào. Lão Hoa Sơn ban đêm tại yên tĩnh bên trong vội vàng đi qua, trời sắp bình minh thời điểm, kế duyên cảm nhận được luồng thứ nhất đăng khí tràn ra, sau đó liên tục không ngừng đăng khí từ đan lô những cái kia như đầy sao đồng dạng trong lỗ thủng tràn ra. Nguyên bản một bước này căn bản không cần kế duyên chiếu cố, cái này đăng khí lại chảy ra hóa xuất quan vẫn tưởng thiên địa, tụ hợp vào sen vào nhục thân đã cùng bên trong thiên địa cấu kết khiếu, mà lần này sơ bộ đánh vỡ quan ải, tại đan lô đã thành chi cơ đưa ra chi khiếu vị đối ứng nhục thân khí hải là vì đan phủ dùng tu tiên thuật ngữ nói hiện giai đoạn kế duyên có một mẫu đan điền chi địa mặc dù giang hồ võ giả thuật ngữ bên trong cũng có khí hải đan điền nói đến có thể đan này ruộng không phải kia đan điền tên một dạng nội hạch lại là hoàn toàn khác biệt đồ vật thế nhưng là để cho kế duyên kinh ngạc sự tình cũng tại lúc này phát sinh rồi một đen hai hư ba viên quân cờ tựa như như lưu tinh xẹt qua quan tưởng bên trong đan lô từng đạo từng đạo đăng ký còn không có hình thành pháp lực liền đã bị chia cắt bảy thành còn lại tội nghiệp ba thành vẫn là kế duyên tranh thủ thời gian thu xếp tâm thần cưỡng ép đạo vào đan phủ nếu không có thể không dư thừa một tia kế duyên mở to mắt duỗi ra cánh tay phải xuất kiếm chỉ một viên nửa hư nửa thực màu đen quân cờ hiển hiện đầu ngón tay nhìn cùng trước đó không có chút nào biến hóa tựa như những cái kia kế duyên vất vả tinh luyện đang hết giận mất không có quan hệ gì với nó Hóa đi cờ đen chấp hai khỏa thuần hư quân cờ cũng là không sai biệt lắm tình huống. Kế duyên cảm xúc phức tạp nửa ngày không biết là nên khóc hay nên cười. Ai? Được rồi được rồi. Trước cuộc là chính mình đồ vật bị Thâu Đan cũng không phải không thể khống chế dù sao dưỡng khí cảnh Đan phủ quy mô chưa đủ lớn. Ân ừ, Thâu Đan là chính kế duyên phát minh tu hành thuật ngữ tuyệt không chi nhánh. Giờ phút này trời đã tảng sáng kế duyên rời khỏi trạng thái tu luyện ngắm nhìn bốn phía phát hiện chính mình hoàn toàn rơi vào trong núi nồng đậm trong sương mù trắng, y phục trên người đều dị thường ẩm ướt. Phủi mông một cái đứng lên. Ha ha, đi rồi đi. Giờ này khắc này, cách lão Hoa Sơn gần 300 dặm xa ngư khuê sơn bên trong, lục sơn quân sở tại hang hổ bên trong, nằm sấp nằm quái vật khổng lồ dường như đột nhiên cảm giác được cái gì, trong bóng tối một đôi to lớn u lục mắt hổ mở ra một tia. Tiên sinh lấy, nhân chi đạo, thay mặt chỉ ta từng kinh thiên đồ yêu lộ, lấy lệ ác sinh yêu khí, là lấy hao tổn ta vốn cũng không đủ linh tính đến càng phát ra gia tăng lệ khí cùng nghiệp chướng, lâu ngày ma sinh, thì kiếp số khó thoát, thiên chi đạo thuộc về âm dương bổ sung, ân, ta cảnh giới liền buông lỏng rồi một tia. Ôi 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 ôi! Kinh cũng khàng khàng tiếng cười bên trong, mảnh hổ tuét ra một cái đáng sợ miệng rộng, lộ ra tại u ám bên trong mơ hồ có thể thấy được ảm đạm răng nanh. Cùng là giờ phút này, ngư khuê sơn một chỗ khác sơn phong ở giữa chỗ, có to rõ hồ minh thanh hướng về phía ánh bình minh vang lên mà ninh an huyện nào đó gia đình trên giường doãn triệu ngủ trước trong mộng đều nhíu mày giãn ra một chút nhặt lên chính mình ô giấy dầu lại bao phục nhìn xem một bên cần câu mang theo a không tiện vứt bỏ a quả thực đáng tiếc do dự mãi phía dưới kế duyên vẫn là chỉ đem dây câu lưỡi câu hái xuống đem xanh biết thanh trúc gậy tre lưu tại bên đầm nước lại nhìn cái này bích thủy đàm mặc dù một năm mới có thể dựng dục ra một đầu ngân khiếu tử cá có thể cũng coi như được với thần kỳ. Lần sau ta kế mổ người nhất định phải làm một đầu loại cá này đến nấu canh, nhìn nó rốt cuộc tư vị thế nào. Nói một mình một dạng lẩm bẩm một câu, kế duyên liền tất bước ly khai rồi bờ đầm nước. Giờ phút này lão hoa sơn bên trong sương mù tràn ngập, 5 mét bên ngoài không thể thấy vật, bất quá đây đối với kế duyên tới nói đổ không có ảnh hưởng gì, tương phản bởi vì này lại cơ bản không có khả năng có sơn khách dám tùy tiện đi lại, kế duyên bước chân trở nên nhanh chóng thời gian thỉnh thoảng tại đầu cành cây vách đá mượn lực bay tán loạn, lại hoặc là tùy ý lấy cực kỳ tiêu sái hài lòng du long thân pháp tiến lên, thân thể ngẫu nhiên như nhẹ lay động cũng một dạng hơi say, trong khoảnh khắc liền vượt qua mảng lớn gập ghềnh đường núi. Tiến lên quá trình bên trong, kế duyên ngoại trừ đối chiếu luyện khí quyết một phần nội dung, cũng liên tưởng đến ba viên quân cờ biến hóa cùng tác dụng. Cái này ba viên quân cờ, phân biệt bắt nguồn từ ban sơ lục sơn quân hướng đạo thời điểm, xích hồ thả về lĩnh danh khấu bái thời khắc, cùng Doãn Phu Tử xem chính mình tặng cho lúc chia tay trao cái kia sáng sớm. Nếu dựa theo thế giới này người lý giải tự nhiên thâm ảo, nhưng nếu lấy kế duyên kiếp trước tại mạng lưới được chứng kiến đủ loại đoán mò tin tức đến thay vào, không khó phát hiện truy cứu căn bản, cái này ba khu đoạn thời gian đối với ba cái người trong cuộc hoặc yêu đều sinh ra ảnh hưởng to lớn. Trong đó Lục Sơn Quân cùng Tiểu Hồ Ly tương đối tốt lý giải, duy nhất hơi có vẻ kỳ quái chính là Doãn Phu Tử, có thể doãn triệu trước tiên làm người kế duyên mười phần hiểu rõ có thể là lá thư này khơi dậy doãn triệu trước tiên chí hướng có lẽ cái này chí hướng lớn đến đủ để cải biến hắn sau này đời người như thế dựa theo này xem ra quân cờ sinh ra nên có đối ứng vận mệnh ý nghĩa ở bên trong người có thể tin mệnh lại không thể tin hết mệnh mệnh số có thể có chưa hẳn không thể sửa mà kế duyên lần nữa trong lúc đó cũng tiếp xúc qua rất nhiều người xa như chính thiếu hiệp gần như ngụy vô ý đều không có quân cờ sinh ra, có thể là trình độ không đủ cũng có thể là là một thân bản thân liền không có thành cờ chi tư. Như thế lục sơn quân ban sơ viên kia quân cờ, vì sao lại biến thành đen đâu? Kế duyên nói một mình một câu, nghĩ đến lúc trước trong giếng âm tà đồ vật, đúng là mình chỉ trọng thương, tạo thành hắn tà vật diệt vong cũng cải biến quân cờ màu sắc. Đến tột cùng là bởi vì thuần âm thuộc thủy khiến cho quân cờ biến thành đen, vẫn là bởi vì lệ khí sát khí, hoặc là cái khác. Chuyện này đối với Lục Sơn Quân có không có ảnh hưởng, tự hồ đối với ta ảnh hưởng lớn hơn một chút sao? Nghĩ đến cái này, kế duyên tay trái ống tay áo vung lên, một trượng phương viên mãn lớn sương trắng nhau nhau tụ lại mà đến, trong khoảnh khắc tại kế duyên trong bàn tay trái hội tụ thành một đoàn mượt mà ống ánh thủy cầu. Ta ngự thủy công phu xác thực so ngự hỏa càng mạnh. Trước đó ba viên quân cờ đối với kế duyên mà nói tác dụng lớn nhất chính là phụ trợ đạo khí quyết hội tụ linh khí, mà vừa rồi tam tử thâu đang phản ứng, đã dẫn phát kế duyên càng suy nghĩ sâu sắc hơn kiểm tra Lúc trước kế duyên còn nghĩ qua quân cờ Mặc dù có thể hội tụ linh khí lại tự hồ như Cũng không phải là thật muốn hấp linh khí Hiện tại xem ra là lại thêm khát vọng tu luyện ra đăng khí Đăng khí đăng khí Quân cờ thực khí Nhất là quý giá này luồng thứ nhất đăng khí Là đúng ta ảnh hưởng càng lớn Vẫn là đối với quân cờ ẩn dụ người cũng có ảnh hưởng đâu Ai? Trước tiên đánh răng rửa súc sao? Kế duyên tự dễ cười cười, chính mình một nhân vật nhỏ thao là phức tạp gì tâm A, đưa tay gãy một đoạn dây leo, phụ dùng tay trái thủy cầu bắt đầu vừa đi vừa xúc miệng đánh răng, đến cuối cùng lại là một khỏa thủy cầu chụp trên mặt, hai tay một trận xoa bóp. Tại kế duyên vừa ra lão hoa sơn thời điểm, Thái Dương cũng đã lên cao, ánh nắng vừa chiếu, trong núi sương mù biến mất dần. Kế duyên thi triển tránh nước thuật, trên thân ẩm ướt quần áo lập tức cũng dưới ánh mặt trời tựa như bốc hơi ra sương mù tùy hành vần quanh, dạng như vậy như có người vừa mới bắt gặp, cũng coi như được với phiêu miểu như tiên. Sơn khẩu phía nam có một thôn trang, đa số thuyền cá nhà, theo đường núi bên ngoài đường đất đi xuống có một cái không lớn không nhỏ bến đò bến tàu, mà tiểu thuận hà đã tại triêu dương phía dưới sóng nước lấp loáng. Bởi vì hiện tại thời điểm còn sớm, cửu đạo khẩu huyện bên kia trèo núi người từng trải cơ bản không có, không ít lớn nhỏ thuyền đều bỏ neo tại nơi cập bến bên trên, Ngược lại là có một chiếc nên là muốn đi trước cửu đạo khẩu thuyền lớn vừa tới, đang có người từ trên thuyền hạ xuống, cũng có người chèo thuyền ở trên cao phía dưới vận chuyển đồ vật. Mấy chiếc kéo hàng xe lừa xe ngựa dừng ở bến tàu. Còn chưa tới bận rộn thời khắc đã có rộn rộn ràng ràng dấu hiệu. Tiểu Thuận Hà mặc dù danh tự bên trong có cái tiểu chữ, nhưng trên thực tế cũng không phải là một dòng sông nhỏ, hắn độ rộng tại hai mươi mấy trượng đến ba mươi mấy trượng ở giữa không giống nhau đến đông nam phương hướng nối thẳng xuân Mộc giang là cửu đạo khẩu huyện vận tải đường thủy đầu đường mấu chốt tạo thành bộ phận kế duyên gặm trước đó còn lại bánh bột ngô lấy người bình thường tốc độ tiến lên đi tới bến đò bến tàu cũng không nhìn những cái kia thuyền lớn đường kính đi về phía một chiếc mang buồn tiểu tàu chở khách một tên tuổi trên 50 lão quan cùng một tên con của hắn lớn nhỏ đen thui người trẻ tuổi ngay tại thu thập thanh lý thuyền mì. Nhà đò, đi đến Xuân Huệ phủ sinh ý có tiếp hay không sao? Kế duyên trung chính hữu lực thanh âm truyền đến, đưa đến trên thuyền bận rộn hai người hướng trên bờ nhìn lại, một người người mặc tay áo lớn áo bào xám, đeo lấy bao phục sách theo dù, đang đứng tại chỗ này bến tàu, nhìn xem một dạng nho sinh có thể kiểu tóc liền không giống, chợt nhìn ba bốn mươi, có thể lại hướng trẻ tuổi nhìn tự hồ cũng được. Thế mà để cho lão thuyền phu đoán không được người tới rốt cuộc mấy tuổi. Lão nhân đi đến đầu thuyền, hướng phía kế duyên nói. Tự nhiên là đi, Vị tiên sinh này là một thân một mình vẫn là còn có đồng bạn, là muốn bao trước thuyền đi về là có thể chờ khách đồng hành sao? Kế duyên suy nghĩ một chút mới hỏi dò một câu. Tại hạ chỉ có một người, không biết bao thuyền cùng chờ khách đồng hành tư phí bao nhiêu. Nếu như là bao thuyền, cái này mùa đi tới Xuân Huệ phủ đường Thủy Thuận Gió, chỉ cần ba ngày liền có thể đến, tự trả tiền tự nhiên là tiên sinh độc ra, hợp tiền xuyên 200 văn. Xuyên 200 văn, cũng chính là 1.200 văn, một lượng bạc hơn rồi kế duyên nhíu mày cái này giá tiền hơi quý nếu như chờ khách đồng hành tiên sinh cần ở đây đợi một lát ta lại lập ra hút khách bản hiệu viết rõ xuân huệ phủ tiên sinh cũng có thể tự hành tìm kiếm muốn đến người thuyền phí đồng đều bày hoặc là tiên sinh nguyện ý hơi ra nhiều một chút cũng có thể chỉ cần thương lượng thỏa là được tiên sinh xin yên tâm đi tới xuân huệ phủ người mỗi ngày vẫn là có nhiều như vậy chỉ là ta thuyền này nhỏ nhiều nhất có thể năm 10 người nếu không buổi tối cũng không nghỉ ngơi. Kế duy nhìn nhìn thuyền này, dài ước chừng ba trượng, đoạn giữa rộng một trượng, bên trong dựng thẳng cột buồm, dựa vào sau đoạn mới có ô bồng che đậy, đại khái chính là có thể cung cấp thuyền khách tránh mưa nghỉ ngơi chỗ. Ừm, quấy rầy nhà đò rồi, cho tại hạ đi nơi khác hỏi một chút giá. Tiên sinh xin cứ tự nhiên đi, bất quá ta thuyền này giá cả đã cực kỳ công đạo. Nhà đò nói một câu như vậy, liền tiếp tục cùng trên thuyền người trẻ tuổi thanh lý buồn nhỏ trên tàu rồi, tự hồ là rất có tự tin. Quả nhiên, kế duyên đi vòng vo một vòng lớn, cuối cùng vẫn là về tới cái này, không phải không có lại thêm tiện nghi thuyền, mà là tổng hợp cần thiết thời gian và sạch sẽ độ thoải mái dễ chịu độ xem, chiếc này thật thích hợp nhất. Nhìn thấy hắn trở về, lão nhà đò cũng là cười nói. Thế nào, tiên sinh thế nhưng là quyết định. Từng, nhà đò, chúng ta đợi trên nửa ngày, có khách đồng hành tốt nhất, không khách đến đây như thế tại hạ liền bao thuyền. Thật tốt, tiên sinh ngài làm chủ liền tốt. Ba ngày hành trình, trên thuyền đồ ăn đều có thức ăn thủy sản, không cần ngoài định mức tiền bạc. Lần này ngữ khí đều một bên cung kính không ít, đi xuân huệ phủ người xác thực mỗi ngày có, thế nhưng đều vừa ý đại tàu chở khách, bọn hắn cái này thuyền nhỏ làm ăn lớn không nhiều, mà kế duyên hết lần này tới lần khác liền không thích thuyền lớn ồn ào treo lên đi tới Xuân Huệ phủ chiêu khách bản hiệu sau đó, Kế Duyên cũng không đi kiếm khách mà là ngay tại đầu thuyền ngồi xuống đọc sách, một bộ tới hay không người hoàn toàn tùy duyên thái độ. Đồng thời Kế Duyên để cho nhà đò định giá thuyền phí 120 văn, còn lại cái kia bộ phận Kế Duyên gánh chịu, không phải Kế Duyên phô bày giàu sang, mà là đồng đều bày thật không thích hợp, nhưng gia hoa thiếu một chút tiền chen thuyền lớn cũng được. Đến rồi gần sát giữa trưa, hết thảy mới tới 6 người, hai tên kết bạn thư sinh một già một trẻ ông cháu hai mặt khác hai cái lẫn nhau không thể làm chung là cái râu quai nón tráng háng cùng một cái gầy gò nam tử trung niên nhà đò chỉ nói thuyền phí trăm hai mươi văn không nói tới một chữ kế duyên lại bao tròn còn lại thuyền khó khăn đây cũng là kế duyên trước đó yêu cầu xem thuyền khách môn cơ bản không có tương hỗ chào hỏi kế duyên cũng liền từ đầu tới đuôi đều không nhúc nhích có thể những người này thanh âm đều nghe vào trong tai cái này thời đại bối cảnh nữ tính đi ra ngoài vẫn là ít a à. Đợi đến giữa trưa, nhà đò cố ý đến hỏi kế duyên ý tứ, nhận được cho phép sau đó mới mở ra dây thường lái thuyền, đông đưa đuôi thuyền đại mái chèo theo tiểu thuận Hà Đông Nam phương hướng chạy tới. Lão thuyền phu một bên chèo thuyền, một bên theo chèo thuyền tiết tấu, lấy hùng hậu tiếng nói hát lên to rõ ngư ca, tiết tấu nhấp nhô càng có vận vị. Thuyền đánh cá nha lên mái chèo nha ngư nhân nha vui mừng ung dung. Từ đầu đến cuối ngồi ở mũi thuyền tự lo đọc sách kế duyên, cũng là nghe ca hội tâm cười một tiếng, quay đầu nhìn về thuyền vĩ phương hướng, lão nhân đang hát thời điểm, mơ hồ thân khí chi sắc so sánh với phía trước hơi có khác biệt. ngẩng đầu nhìn sang bầu trời, kế duyên biểu lộ cảm xúc. Thân người chi khí tượng, cũng như thiên tượng, biến hóa ngàn vạn. Như loại này tất cả đều là một kết cấu thuyền nhỏ, bởi vì bản thân thân tàu hơi nhẹ, sóng gió đại thời điểm, tại tiểu thuận hà trên mặt sông tiến lên đều có một loại lắc lư cảm giác. Nhất lắc lư chỗ chính là đầu thuyền cùng đuôi thuyền, mà kế duyên ở đầu thuyền cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, thỉnh thoảng sẽ để sách xuống thường thường mặt sông cùng bờ sông hai bên phong cảnh, nhìn xem quá khứ cái khác thuyền. Tại ra bến tàu đi thuyền một đoạn thời gian phía sau, trong thuyền đã dương buồn, thuận phong chi hạ lão thuyền phu cũng liền không còn chèo thuyền, chỉ cần cầm lái khống chế thuyền hướng liền tốt, ngư ca ngừng lại. Trên thuyền lão thanh hai cái người chèo thuyền đúng là một đôi phụ tử, hơn nữa nhà ngay tại lão hoa sơn bên cạnh cái thôn kia bên trong, cái thôn này đại đa số người lấy cái này đò ngang bến tàu mà sống, sinh ý không tốt thời điểm cũng đánh một chút cá, cho nên trên thuyền cũng không thiếu ngư cụ. Kế duyên còn muốn lấy có cơ hội nói mượn tới câu cái cá. Lái thuyền phía sau ước chừng hai khắc đồng hồ trái phải, kế duyên mới dự định ly khai đầu thuyền đi đến đầu đi ngồi một chút. Thân thuyền tròn nhú ô bồng chụp xuống chính là vẫn tính rộng rãi, phía sau mang còn có khác một cái khung gỗ buồn nhỏ trên tàu, để là nhà đò tạp vật, hai hàng đính tại thân thuyền bên trên ghế dài kỳ thật đầy đủ có thể ngồi xuống mười mấy người chỉ là suy nghĩ đến tối muộn nằm một nằm không gian mới nói mười người đầy ngập khách cái khác sáu tên thuyền khách riêng phần mình ngồi ở kia có vẻ hơi phân biệt rõ ràng hai cái kết bạn thư sinh ngẫu nhiên tương hổ nhỏ giọng bắt chuyện vài câu đứa bé kia dựa vào da da mệt mỏi muốn ngủ kế duyên kỳ thật vừa rồi tại bên ngoài đã cảm thấy cái này bầu không khí có chút vấn đề đến gần rạp che thời điểm cảm giác này thì càng rõ ràng truy cứu nguyên nhân hẳn là toàn bộ xuất hiện ở tên kia râu quai nón đại hán trên thân. Mặc dù kế duyên thị lực luôn luôn như là cách nặng nề đánh bóng, có thể cơ bản hình dáng cùng một phần không phải rất chi tiết nhỏ hình dáng vẫn có thể nhìn thấy, trước đó hán tử kia lên thuyền thời điểm liền phát hiện hắn dáng người quả thực khôi ngô, đơn giản không thua ngụy vô ý. Có thể ngụy vô ý cho người ta cảm giác đầu tiên là mập, mà hán tử này cũng chỉ có cường tráng, hết lần này tới lần khác trên thân người còn mang theo một tia mùi rượu, mặt hung không hung kế duy nhìn không ra, có thể người bên ngoài thanh âm nói chuyện đều tận lực giảm thấp xuống. Nếu không phải hán tử kia là cái cuối cùng lên thuyền, kế duyên thật hoài nghi có không có những người khác dám lên thuyền. Tốt xấu cũng phải cùng chung ba ngày, cái này bầu không khí cần phải không được. Tại kế duyên lúc đi vào sau đó, mấy người đều vô ý thức nhìn về phía hắn, còn có người coi là cái này một mực tại đầu thuyền đọc sách người là nhà đò thân thích nhìn xem tráng hán hai bên đều để trống một mảng lớn ghế mặt, kế duyên cực kỳ tùy ý liền ngồi vào chỗ gần. Vị huynh đài này thế nhưng là vừa rồi uống rượu. Tráng hán hơi kinh ngạc nhìn xem kế duyên, tự hồ là muốn xác nhận có phải hay không tại nói chuyện với mình, gặp kế duyên bộ mặt xác thực hướng chính mình, mới mở miệng phát ra thô kịch thanh âm. Trước khi đi trưởng bối tại bến tàu tử quán mở tiệc chiêu đãi mang theo nhà những rượu ngon, sơ qua uống mấy chén. a à, huynh đài là cửu đạo khẩu huyện người gặp ngươi có chút tráng kiện khôi ngô có thể từng tập võ kế duyên hỏi cái này tự hồ là khơi dậy hán tử hào hứng giọng nói rõ rệt mang theo vẻ hưng phấn ta lý đại ngưu là đông uy thôn nhân thuở nhỏ thể trạng cường tráng người trong thôn đều nói ta làm lên việc nhà nông đến đấu qua một con trâu ta từ nhỏ đã khát vọng có vượt nóc băng tường đại hiệp thu ta làm đệ tử dạy ta võ công trừ bạo an dân đáng tiếc không có gặp gỡ qua sau đó nói đến đây hán tử cảm xúc sa sút đi xuống trước đây ít năm tiếng huyện thành trong huyện võ đoàn lão giáo đầu nhìn thấy ta nói ta có thể đáng tiếc qua luyện võ đặt nền móng niên kỹ, đời này cũng khó khăn có võ công thành tích rồi mộng tưởng tan vỡ a áo ha ha huynh đài không cần thất vọng trời không tuyệt đường người theo kế mổ biết giang hồ bên trong vẫn còn có chút công phu đối với tuổi tác yêu cầu không lớn lấy huynh đài tiên thiên điều kiện không lo tương lai không hành động hắc hắc, đại tiên sinh không cần an ủi ta rồi, đã sớm không nghĩ, lần này đi Xuân Huệ Phủ cũng là chạy tự thân đi, cửu cửu tại cái kia có cái tiểu tràn diện, thiếu cái khí lực lớn người một nhà, chờ tích lũy tiền cưới vợ sống yên ổn quá thời gian. Hán tử kia bề ngoài đầy hung hãn một người, nói tới nói lui giọng mặc dù đại lại lộ ra một luồng chất phát cùng câu nệ, tuyệt không phải một cái ác nhân, là cái thật sự thuần phát hương nhân, giấu trong lòng một loại đối với đại phủ thành ước ao và bất an. Tốt, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Kế duyên cười cười, hơi chấp tay hướng rạp che phía dưới chư vị dạo qua một vòng. Bỉ nhân kế duyên, đi tới Xuân Huệ Phủ Du Ngoạn, ba ngày này muốn cùng các vị đồng tâm hiệp lực. Xem kế duyên một mặt ở giữa khí độ tự thành, tăng thêm vừa rồi đối với tráng hán điểm này e ngại cảm cũng tiêu trừ, những người còn lại cũng nhao nhau tự giới thiệu, thuyền nội khí phân cũng thân thiện rất nhiều, bắt đầu tương hỗ bắt chuyện. Hai thư sinh xem như du học, một già một trẻ còn lại là có thân nhân tại Xuân Huệ phủ qua đời tiến đến vội về chịu tang còn có tên kia gầy gò trung niên nhân chỉ nói đi Xuân Huệ phủ có việc. Lão thuyền phu nhi tử có lúc cũng sẽ tới phím vài câu, nghe một chút chuyện mới mẻ. Đi thuyền đến gần sát chạng vạn tối, vào gian khẩu đã gần đến tại gan tất, xa xa liền có thể nhìn tới rộng lớn hơn Xuân một gian. Cường tráng tử, chuẩn bị xuống lưới. Được rồi ngồi tại trong khoang thuyền đám người có thể nghe được người chèo thuyền ở giữa gào to âm thanh mấy người hết sức cảm thấy hứng thú ra tới nhìn xem vừa hay nhìn thấy tuổi trẻ người chèo thuyền đã lấy một cái ném đánh đến rồi gần đầu thuyền một bên cái này vào gian khẩu dễ nhất vồ đến cá lớn chưa vị tạm chờ đêm nay để cho các ngươi ăn tươi lão thuyền phu tại đuôi thuyền ổn định thuyền cười hướng thuyền khách gào to một thanh mà bùm đã thu vào tuổi trẻ người chèo thuyền nắm chắc một cái lưới lớn nơi tay thân thể thay đổi một góc độ, sau đó đột nhiên phát lực, hướng phía trước một cái xảo kình ném ra ngoài lưới lớn, bay ra trực tiếp hóa thành một cái vòng tròn lớn hướng phía mặt sông chụp xuống đi. Soạt. Mặt lưới vào nước thanh âm 10 phần êm tai, tại đợi lưới chìm xuống phía sau chốc lát, người chèo thuyền bắt đầu ra sức theo lưới dây thường kéo lên đến. Cạch cạch cạch. Cách 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 cách. Lưới còn kéo đến một nửa, trong lưới cá đã đập ra rất nhiều bọc nước hù dọa hiện tại vận khí coi như không tệ, mấy vĩ đại cá. Ai đến phụ một tay? Tuổi trẻ người chèo thuyền cao hứng hướng về phía thuyền khách kêu to một thanh, vốn là cảm thấy rất hứng thú kế duyên trực tiếp đi đi tới, tráng hán lý đại ngưu cũng liền bận biệu cùng tiến lên phía trước hỗ trợ. Ào ào ào! Lạch cạch lạch cạch! Lạch cạch lạch cạch! Thu lưới sau đó, đằng trước thuyền trên mặt con cá khiêu động đến náo nhiệt. Ha 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 ha, thu hoạch rất tốt các vị chờ lấy ăn cha ta lấy tay đầu cá canh cùng rau khô cá chân đi. A a a, quá tốt rồi quá tốt rồi, có cá ăn lạc, có cá lớn ăn rồi. Tiếng kinh hô cùng hài tử tiếng hoang hô đang vào một chỗ. Một đầu có tới hơn 20 cân đại cá trắm đen, một đầu tầm 10 cân cá trắm cỏ, còn có hai đuôi cá mè hoa cùng một phần nhảy tới nhảy lui sông tôm, để cho chỉnh thuyền người đều hưng phấn, nếu như là phát triển an toàn thuyền sợ là không có quan cảnh như vậy rồi đuôi thuyền lên cao đất xét lò, chân cơm cá chân liền luộc canh, tại lái vào xuân một gian không lâu sau trong bóng đêm, thừa dịp mặt sông yên lặng, chiếc này tiểu tàu chở khách bên trên thả neo dọn cơm rồi. Mà lúc này mặt sông biên giới, cũng tương tự có một cái khác chiếc lâu thuyền lớn thả neo, so với thuyền nhỏ mà tính đèn đút sáng choang, vui đùa ầm ĩ cùng tiếng cười vui không ngừng, trong lúc đó cầm sắc âm thanh u u, tự hồ đang vừa múa vừa hát lái thuyền yến. Kế duyên sở tại thuyền nhỏ mặc dù đơn sơ, có thể có phía sau khoang thuyền tại, cũng không phải là trước sau thông thấu ô bồng không thả phía trước mảnh vải cũng che gió, thuyền nhỏ khoang thuyền đèn lồng ánh sáng cũng chập chờn tại trên mặt sông, ban ngày còn phân biệt rõ ràng một đám người, bây giờ tại trên một cái bàn ăn cơm lại cực kỳ hòa hợp. Lão thuyền phu tay nghề đem tôm cá tươi mỹ vị hoàng mỹ bày biện ra đến, lại có tự những rượu gạo làm bạn, nhất là một đạo ô rau khô cá chưng, không cần củ gừng sinh hành, trải lên một chút muối, cốt ăn liền không tanh, một đám người ăn ngon không nhiệt liệt phù phù một thanh không tính rõ rệt tiếng nước truyền đến những người khác còn tại ăn kế duyên cũng đã bên mặt hướng ra phía ngoài có người rơi xuống nước có người rơi xuống nước rồi bên ngoài có tiếng thét chói tai vang lên lần này ô bồng phía dưới những người khác cũng nghe đến rồi nhao nhao đi ra khoang thuyền xem xét đến tột cùng tựa như là cái kia chiếc lâu thuyền bên kia có người rơi xuống nước từng giống như là ai nha người kia cứu đi lên không a à. lâu thuyền khoảng cách bên này ước chừng có gần trăm trượng xa xa nhìn không rõ lắm chỉ biết là bên kia rối bời một mảnh mà kế duyên càng không cần phải nói xa như vậy cái kia thị lực liền thật lúng cuốn rồi chỉ có thể nghe thấy một mảnh tiếng la cùng tiếng kêu sợ hãi bất quá cũng bởi vì thính lực xuất chúng cho nên rõ ràng cái kia rơi xuống nước người còn không có cứu đi lên tự hồ là mổ da uống say công tử hơn nữa còn không biết bơi phù 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 Nơi xa lâu thuyền một bên có người cởi quần áo ra nhảy xuống mặt sông, muốn ở trong nước cứu người, bất quá rời thuyền xa hơn một chút mặt sông liền sơn đen mà đen căng bản thấy không rõ rồi, bên trên người sách theo đèn lồng chiếu sáng phạm vi thực sự là có hạn. A nha, liền nhảy đi xuống mấy người A, à, xem ra còn không có cứu đi lên A. À. Nói là A. À. Say rượu rơi xuống nước cộng thêm người không biết bơi, kế duyên lắc đầu, vận khí kém chút sợ là khó khăn cứu được. Đáng tiếc hắn cũng không phải pháp lực thông huyền đại la thần tiên Liền tính thi triển tiểu tị thủy thuật nhảy xuống nước đi tìm Cũng không thể so với vài cái thủy tính thuyền tốt phu càng hữu dụng ừm Đột nhiên kế duyên con mắt hơi mở Các cao tiếp cận nơi xa dưới mặt sông Công tử tại cái kia Công tử tại cái kia Tại cái kia tung bay đâu Các ngươi nhanh đi cứu hắn Ngu xuẩn không nhìn thấy sao Ngay tại cái kia a lâu thuyền bên trên có người kích động thét lên trong nước cái kia mấy tên người chèo thuyền đành phải đến vừa rồi trải qua một vòng phương hướng trở lại bơi đi thế mà thật nhìn thấy cái kia công tử áo trắng ca chính diện hướng phía trên lơ lửng ở mặt nước liền vội vàng cùng một chỗ thích thủy du đi đem mang đi lâu thuyền một bên nghe thuyền lớn bên kia mơ hồ truyền đến một trận reo hò thuyền nhỏ bên này một đám người cũng nhẹ nhàng thở ra còn tốt còn tốt người cứu về rồi như thế chốc lát nên chìm không chết vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ân ừ, chúng ta tiếp tục ăn sao đúng đúng tiếp tục ăn kế duyên đang nghe truyện trên tv audio cv cũng cùng một chỗ trở về buồng nhỏ trên tàu bất quá lấy cớ muốn ra khoang thuyền đi vệ sinh liền đi ra trong khoang thuyền lão thuyền phu vừa nhấc lên tiểu xảo rượu gạo cái bình muốn cho chính mình châm rượu lại phát hiện đổ hai lần không có rượu ra tới kỳ quái uống cạn sạch sao vậy liền không còn mới uống bao nhiêu a à? không vội không vội ta còn có đi trong bình đánh một chút là được gió đêm chậm chậm kế duyên một thân một mình đi tới đầu thuyền một đoàn rượu gạo thủy dịch giấu ở trong tay áo tay phải hướng phía trước vung lên trụ tựa như một đạo uống lượng thay đổi nhỏ bé thủy long vô thanh vô tức rơi vào lòng sông ngư dân rượu gạo nửa bình kính thỉnh vui lòng nhận nói xong kế duyên liền trực tiếp quay trở về trong khoang thuyền điềm nhiên như không có việc gì cầm bầu rượu lên đổ lên lão thuyền phu mới đánh tới rượu gạo, mà dưới mặt sông một đầu đại cá trắm đen tại rơi rượu vị trí bơi lội đến hăng hái. Đợi chút nữa đợi chút nữa, ta bả cá lật qua. Một tên thư sinh thấy trong mâm cá chân một mặt bị ăn sạch rồi, vội vàng liền muốn lật cá, bất quá hắn dùng từ tụ treo đến người chèo thuyền phụ tử cực kỳ không thích. Nói bậy bạ gì đó? Là bả cá chính tới. Là chính, vị này thư sinh công tử, ngài nói cái từ kia đối với trên nước kiếm ăn người mà nói cũng không may mắn lão thuyền phu giải thích ngữ khí rõ rệt có chút không cao hứng thư sinh cũng là lập tức suy nghĩ minh bạch các mấu chốt trong đó chặn lại nói xin lỗi ai ai nhìn ta cái này miệng nhà đò chớ trách nhà đò chớ trách tiểu sinh không hiểu mặt nước mà nói phạt một chén rượu ha ha ngươi thư sinh này là tham quán ba ta đến bả cá xương sống lưng kẹp đi không cần chuyển cứ như vậy ăn trong khoang thuyền huyên náo trêu chọc âm thanh không ngừng xen lẫn hài tử lạc 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 tiếng cười thanh thúy ngẫu nhiên còn có người ăn cá quá mau cho thẻ đến xương cốt đều có lão nhà đò ra đổ giải cứu ngư dân rượu gạo số độ không cao tư vị tốt thêm nữa tối nay thịt cá đồ nhắm không ít lại là mọi người gặp mặt lần đầu một bữa cơm ăn đi gần phân nửa thời thần còn chưa đã ngứa cha ta đi giải cái tay này lại tuổi trẻ người chèo thuyền cảm giác bụng căng lên mong muốn đi đi tiểu rồi đi thôi đi thôi tưới xa một chút biết không ai tuổi trẻ người chèo thuyền đáp ứng một thanh để đổ xuống liền đứng dậy ra khoang thuyền rồi mặc dù uống không ít rượu gạo có thể lúc đầu rượu này số độ liền không cao tăng thêm người trẻ tuổi chạy thuyền làm việc rèn luyện một cái tốt thể trạng tự nhiên không đến mức để cho người ta đi đường lơ mơ vững vàng dừng ở cột bùn một bên tới gần mạng thuyền cởi xuống dây lưng quần sau đó thân thể thư thái một hồi một đạo ngấn nước liền tiêu vào trong nước. Hô! Phóng thủy hoàn tất thư sướng đến cực điểm, bất quá tại hệ thống dây lưng quần thời điểm, tuổi trẻ người chèo thuyền đột nhiên nâng lên thuyền khác một bên mặt sông có bọc nước âm thanh, quay đầu đi nhìn xem, góc nhìn đến một bên mặt nước gợn sóng dập dần. Ào ào ào! Tiếng nước lần thứ hai truyền đến, lần này là tại mũi tàu. Người chèo thuyền có chút khẩn trương tới gần đầu thuyền đi Cả nhắc quan sát, y nguyên chỉ gặp gợn nước không thấy cái khác, trong lòng cũng có chút sợ hãi, vội vàng chạy về buồn nhỏ trên tàu. Bên trong người còn tại ăn uống, vài cái nhìn thấy tuổi trẻ người chèo thuyền sắc mặt không tốt chạy về người tới đều không rõ ràng cho lắm. Cha! Thật giống có thủy công. Tuổi trẻ người chèo thuyền thấp giọng hướng về phía lão thuyền phu nói như vậy một câu, vừa rồi đi tiểu dường như cảm giác được thuyền một bên dưới nước bọc nước quá mức dị thường, rất giống theo như đồn đại một phần tình huống. Lão thuyền phu nghe vậy biểu lộ một chút trở nên nghiêm túc, nhìn nhìn những người khác cũng không nói nói cái gì, nắm lấy một cái ly uống rượu liền đi ra buồn nhỏ trên tàu. Cái khác đều có chút không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ có cái kia mang theo cháu trai lão nhân tự hồ nghĩ tới điều gì, lôi kéo cháu trai không cho hắn cùng ra ngoài xem náo nhiệt. Thế giới này, có ở vào võ lâm đỉnh phong hiệp khách tìm kiếm lại đột phá thời cơ, có si mê người tìm kiếm hỏi thăm tiên duyên, có thể thần cùng tiên gặp gỡ người cực ít, như ma quỷ quái quái dị chuyện kinh khủng kỳ thật tại dân gian lại cũng không tính bao xa. Có vài người thậm chí gặp gỡ qua mà không tự giác, có vài người thì tại truyền miệng bên trong bảo trì đầy đủ kính sợ, cũng có chút người không hiểu mất mạng không người biết. Nói trắng ra là bất quá là cầu lấy khác biệt, yêu tà tinh mị tham thân người hồn sát dương nguyên, thường nhân sợ chi rất nặng, mà phàm nhân cầu tiên cầu thần rốt cuộc vẫn là tư dục nghiêng về, dây dưa phương hướng liền phản tới, cho dù tu tiên giả cũng có dục vọng, có thể ở vào bị cầu người mà nói hơn phân nửa không dậy được nhiễm liên quan tâm tư. Cho dù là thành hoàng chi lưu bận rộn không nói miếu thờ trung niên thời đại tháng có thể nghe được bao nhiêu tham lam tư dục dơ bẩn cẩu thả sự tình chán ghét cũng chán ghét chết phiền cũng phiền chết như không tất yếu ai để ý đến ngươi mà khắp nơi thời gian phương diện khác biệt liền quá lớn tu tiên giả cùng thần chỉ chi lưu không nói trước chính là yêu tà cũng động một tí tu luyện nhiều năm tăng thêm tin tức bế tắc thiên hạ thật lớn biết thiên hạ người rất ít chuyện phát sinh lưu truyền rộng rãi không nhiều sau khi sự việc xảy ra người có thể tìm tung tích thì càng ít ngược lại hương nhân một phần điển cố phương pháp sản xuất thô sơ có nhiều truyền miệng tại tiểu thuận hà cùng xuân một gian cái này một mảnh quanh năm chạy thuyền nhiều người ít đều giải quá mức đến gặp gỡ qua cùng nước có quan hệ quá sự cái gọi là thủy công còn lại là đối với thủy quỷ kính xưng ô bồng thuyền trong khoang thuyền những người khác mặc dù bắt đầu có chút không rõ ràng cho lắm có thể cũng mơ hồ minh bạch một chút cái gì, nhìn xem lão thuyền phu bưng rượu đi đến thuyền một bên, đưa tay đem rượu đổ vào rồi mặt sông. Ngươi không phạm ta ta không phạm ngươi, một chén rượu nhạt bề ngoài kính ý, thủy công thủy công mau mau thối lui. Một chén rượu ngã xuống, đọc tiếp lẩm bẩm mấy câu, mặc dù nhìn bằng mắt thường không thấy tình huống như thế nào, lại tựa như có thể nhìn thấy có sóng nước lắc đi. Tốt, chúng ta tiếp tục ăn cơm, chỉ cần không xuống nước cũng không có cái gì sự tình, quay đầu tất cả mọi người đi xuân một gian gian thần từ bái bái là được. Vừa rồi sự tình mặc dù ai cũng không nhìn thấy cái gì, có thể cũng khiến cho một số người nổi da gà, nhao nhao ngồi trở lại đến buồn nhỏ trên tàu, cũng liền kế duyên đứng lặng tại ô bồng che đậy cửa hiếp mắt nhìn xem mặt sông. Lý đại ngưu dạng này hán tử khí huyết mệnh lửa đều tràn đầy, đoán chừng chính là thật có thủy công cũng có thể xuống nước bơi lội, phổ thông thủy quỷ cũng không thể đem hắn thế nào, nhưng nếu hắn không biết bơi, như thế gặp gỡ thủy quỷ vô cùng có khả năng rõ ràng có thể được cứu cũng sẽ chết đuối đáy sông. Có thể kế duyên có thể rất rõ ràng lúc này dưới nước cũng không phải gì đó thủy công, mà là một đầu tham rượu đại cá trắm đen. Ha ha, người khác thế nhưng là đều tại mép thuyền đi vệ sinh, ngươi còn tới chỗ này đòi uống rượu. Kế duyên cười nói một câu, mặt nước gợn sóng lần thứ hai nhộn nhạo một chút, dưới nước đại cá trắm đen trực tiếp vọt bơi ra đi. Nếu là tinh quái đều đáng yêu như thế liền tốt. Sáng sớm, thuyền khách môn tại thân thuyền ngẫu nhiên hơi lay động bên trong tỉnh lại, phát hiện đã sắc trời sáng rõ, kế duyên đã sớm ngồi ở mũi thuyền tỉnh tọa, mà lão thuyền phu thì tại trời còn chưa sáng liền tỉnh lại đi thuyền rồi, chờ lấy một hồi ăn điểm tâm lại từ nhi tử tiếp nhận một lúc sau lại ngủ bù. Kế duyên này lại trên tay không cầm thư, mà là tại trong tay áo niết rồi một mảnh khắc bạch ngọc cái thẻ, chính là cừu phong tặng cho câu thần tàn chương. Cái gọi là câu thần diệu pháp có hai tầng ý tứ, một tầng là tại người tu luyện tự thân mà nói có thể thu xếp tâm thần phụ trợ tu hành còn có một tầng theo kế duyên thì càng lợi hại thế mà thật có thể câu thần kiếp trước xem tây du ký công ngộ không một câu thổ địa lão nhi ở đâu liền có thổ địa công hiện thân tới gặp mà câu thần một cái khác phương diện liền có điểm ấy ý tứ bất quá loại sự tình này cũng là mười phần phạm vào kỵ húy có khả năng này người dùng cũng phải kết hợp tình huống thực tế cùng trường hợp nói đơn giản nếu như chính kế duyên thực hiện tại liền học hết câu thần sau đó đứng tại trên thuyền muốn để cho xuân một gian thần sông tới gặp có thể cực hạn tìm đường chết thành công đoán chừng thần sông thân thể không hề ảnh hưởng ngược lại nổi giận một cái sóng lớn chụp chết kế duyên chân chính vừa vặn công dụng hợp là cái nào đâu ví dụ như một phần sông núi đại trạch hoặc một ít linh tú chi địa có nhiều thai nén một ít thần kỳ tồn tại thông qua thiên phú hoặc là ngày sau cố gắng cùng địa mạch cùng thủy mạch có hoặc nhiều hoặc ít cấu kết, miễn cưỡng thuộc về không được phong chính chi thần, hoặc là phạm vi nhỏ hơn nhân tế bái chỗ dâm từ tiểu thổ địa chi lưu. Kế tiên sinh đến ăn cháo rồi. Tuổi trẻ người chèo thuyền tại trong khoang thuyền gào to một thanh, cũng đánh gãy rồi kế duyên tâm tư. Đến rồi. Một thanh đáp lại sau đó, kế duyên cũng phủi mông một cái đứng lên cùng đi ăn điểm tâm. Một bát cháo hoa, bắt được một tiểu bả ô rau khô đặt ở bên trên bưng chén nắm lấy đũa, kế duyên lần thứ hai đi tới ngoài khoang thuyền, đứng tại phía bên kia lấy thanh phong trợ giúp cháu hạ nhiệt độ, một bên thổi bát mì dùng chiếc đũa thổi mạnh cháu ăn, chính là thuyền chợt có sốc nảy khiến cho thân thể lay động lại như củ bình ổn. Tại đông nam gió trợ giúp phía dưới, kế duyên sở tại thuyền nhỏ bởi vì thân tàu nhẹ nhàng ưu thế, chính chậm rãi vượt qua cái kia chiếc lâu thuyền lớn, giờ phút này hai thuyền gặp nhau bất quá vài chục trượng xa. Lâu thuyền bên trên có không ít người nhìn về phía chiếc này thuyền nhỏ, cũng nhìn được trên thuyền mang chén hút cháo vài cái thuyền khách, mà bên này người cũng đang nhìn thuyền lớn. Một tên công tử áo trắng chính ghé vào lâu thuyền mạng thuyền nhìn lên lấy mặt sông thuyền nhỏ ngẩn người, thấy được tên kia áo xám tiên sinh đón gió đứng lặng nhìn về phía bên này, nếu không phải bưng chén, hẳn là cùng thuyền cùng sông hình thành một bức tự nhiên hòa hợp cảnh trí. Xuân Mộc Giang chính là kê châu cảnh nội nổi danh đại giang, hắn tại Xuân Huệ phủ cảnh nội uống lượng sông đoạn dài nhất, cũng kinh lưu châu bên trong nhiều phủ, tỉnh tác vì địa giới tiêu chí sát qua mặt khác hai cái đại châu chi địa, sau cùng tụ hợp vào biển cả. Mà từ Đức Thắng Phủ cửu đạo khẩu bên ngoài thông hướng Xuân Huệ Phủ Phủ thành sông đoạn tương đối bình thẳng, nhất là mùa này lệch đông nam gió so sánh thuận, từ Đức Thắng Phủ phương hướng đi tới Xuân Huệ Phủ thời gian rất ngắn. Ngoại trừ ngày đầu tiên buổi tối có người rơi xuống nước, có mở linh trí đại cá trắm đen cứu người và xin rượu, sau đó hai ngày đi thuyền cũng không cái gì khó khăn trắc trở, thưởng thức hoặc nghe ven đường tiểu sơn lâm giả thanh âm xuôi gió xuôi nước tại ngày thứ tư sáng sớm thấy được xuân huệ phủ phủ thành bên ngoài đại bến tàu càng là tiếp cận xuân huệ phủ đại bến tàu chung quanh thuyền thì càng nhiều từ một mình thuyền nhỏ đến lâu thuyền lớn từ tàu chở khách thuyền hàng đến ngư dân đánh cá thuyền hắn bận rộn trình độ không phải cửu đạo khẩu huyện cái kia bến tàu có thể so sánh thuyền khách môn tất cả đều đứng ở bên ngoài khoang thuyền nhìn ra xa bến tàu phía sau có thể nhìn thấy xuân huệ phủ thành cao ngất thành tường cùng bên trong những cái kia cao hơn thành tường một đoạn lâu vũ tiếp cận xuân huệ phủ thành sức gió ngược lại là ngược lại nhỏ đi tuổi trẻ người chèo thuyền đã bắt đầu chèo thuyền thuyền khách môn cũng từ nhìn ra xa phủ thành trạng thái đem ánh mắt chuyển hướng chung quanh trên bến tàu tiếng ồn ào vang cũng càng ngày càng rõ rệt hàng hóa chuyên chở dở hàng thượng khách phía dưới khách kế duyên sở tại thuyền nhỏ tìm một cái biên giới một chút nơi cập bến chậm rãi cập bờ dừng thuyền. Đến lúc này, đồng hành 3 ngày tất cả mọi người biết rõ muốn phân biệt, thuyền phí tại lái thuyền cùng ngày liền đã thanh toán xong, cho nên tùy thời có thể trở xuống thuyền. Các vị khách quan, cái kia gian thần từ vào chỗ tại ngoài đông thành phía nam, ra bến tàu không vào thành thẳng hướng nam đi liền có thể nhìn thấy, cũng coi là cái này xuân huệ phủ thành một cảnh, rảnh rỗi nói có thể đi bái cúi đầu thần sông lão gia. Lão thuyền phu đem dây thường buộc lại, Cười sông đang muốn xuống thuyền đám người đề nghị chuyến này thuyền xuôi gió xuôi nước chủ yếu là trên thuyền thuyền khách cũng tốt thư thái tốt nhất định đi nhìn một cái không tệ chắc chắn đi bái cúi đầu dân một nén nhang nhà đò gặp lại a à. sau này còn gặp lại kế duyên cũng cùng người bên ngoài một dạng tại bến tàu hướng phía nhà đò chấp tay nhà đò hai cha con không có đi trong thành nhu cầu sẽ ở bến tàu ngay tại chỗ mua sắm một vài thứ quét dọn quét dọn thuyền liền treo lên đức thắng phủ cửu đạo khẩu lệnh bài bao nhiêu năm một chút tiện đường thách về nhà trên thuyền sáu người cùng đi ra khỏi bến tàu trong đó một người thư sinh lập tức hỏi dò kế duyên kế tiên sinh ta cùng đồng môn chuẩn bị đi dạo một vòng xuân huệ phủ thành lại đi du lãm một chút gian thần từ tiên sinh nếu như là không có an bài không ngại cùng bọn ta đồng hành a à? đúng vậy a à, kế tiên sinh kế duyên nhìn xem mấy người kia cũng là chấp tay Đa tạ Mỹ Ý, kế mổ vẫn là có việc, mọi người cùng thuyền một đường, ngày khác hữu duyên gặp lại, kế mổ ngay tại cái này đi đầu quay qua. Mấy người tương hổ ở giữa tạm biệt, cũng riêng phần mình hướng phía một địa tiến đến, mà kế duyên đi trước một bước, bước chân càng chạy càng nhanh, một lát sau đã không thấy người. Hôm nay là 12 tháng 5, không biết cái kia ngụy vô ý có hay không đã đến Xuân Huệ Phủ, chuẩn bị thỏa đáng đâu. Mang theo loại ý nghĩ này kế duyên, Đầu tiên tìm chính là thành nội nhà kia có nổi danh rượu ngon, nhìn xem đến tột cùng tốt bao nhiêu uống, có thể đưa đến lão quy ra tới. Dù sao kế duyên tại thế giới này cũng chưa từng thấy qua cái gì sự kiện lớn, uống đến nhiều nhất chính là Ninh An huyện Hoa điêu cái bình rượu, bất quá rượu kia các nơi đều có, không phải vật hi hãn gì. Dù sao 15 tháng năm phía trước liền nam thành cửa phụ cận chờ lấy, hẳn là luôn có thể phát hiện ngụy vô ý, dù sao kế duyên cái kia thính lực, người quen biết đánh cái ách đều có thể thật xa phân biệt ra được còn như ngụy vô ý tìm cách gặp lão quy lúc đó kế duyên căn cứ xem cái mới mẻ tâm tính không có ý định hiện thân dù sao biết rõ việc này đoán chừng ngoại trừ ngụy gia cũng liền đêm hôm đó công môn cao nhân rồi bất quá kế duyên liền tính muốn hiện thân kỳ thật cũng là có thể dù sao ở trong mắt ngụy vô ý hắn cũng là cao nhân cao nhân biết rõ việc này liền không lộ vẻ đột ngột rồi Xuân Huệ phủ phồng hoa đấu qua Ninh An huyện cùng cửu đạo khẩu bất tri phàm kỹ, dựa vào không tốt thị lực cùng thật tốt thính lực và khứu giác, kế duyên ở trong thành đi dạo vẫn như cũ tựa như lưu mổ mổ tiếng đại quan viên. Nghe ngóng nửa ngày, kế duyên rốt cuộc tìm được trước mắt nhà này tên là viên tử phô tử quán, một luồng nhàn nhạt tràn ngập mùi rượu tựa như đang nói rõ cái này tên tiệm bất hư truyền. Tử quán cũng không phải là rất lớn, cũng không có lầu hai, bên trong liền mấy tấm cái bàn mà thôi, Mua rượu cùng uống rượu người thật giống như cũng không nhiều, chỉ có góc nhỏ hai bàn có người ăn nhắm rượu thức nhắm uống rượu, hơn nửa lần này thịt rượu không giống như là tử quán đồ ăn, càng giống là tự mang, bởi vì bao lấy lá sen đâu. Ngược lại là cửa hàng bên trong Hỏa Kế bộ dáng không ít người, chỉ là đều tại mấy tấm bàn trống bên trên nghỉ ngơi, điểm trưởng quỷ thì tại phía sau quầy không ngừng kích thích tính toán, hướng về phía sổ sách, lớp bốt, tính không ngừng. Chưởng quỷ nghe nói các ngươi cái này thiên nhật xuân chính là xuân huệ phủ không còn chi nhánh danh tửu không biết cần bao nhiêu tiền một bình a à. kế duyên vào cửa hàng hướng về phía điếm trưởng quỷ hỏi một câu người sau đem trong tay luôn luôn coi xong mới ngẩng đầu nhìn hắn một chút Bản điếm chỉ bán hai loại rượu thiên nhật xuân hai lượng bạch ngân một cân cả vò có thể ưu đãi một chút gian hoa tửu một trăm văn tiền một vò có năm cân hai lượng kế duyên kinh ngạc một câu giá tiền này đắt đến cũng không phải một chút điểm hai lượng đều đủ ăn bao nhiêu bữa cơm rồi, xem ra không chỉ kiếp trước có quý người chết trụ, đời này hẳn là cũng không thiếu. Khách quan nhưng là muốn gian hoa tử. Chưởng quỷ tiếp tục phát tính sổ sách mục đích, thanh âm không có gì nhấp nhô, để cho kế duyên hơi có vẻ xấu hổ. Ách, chưởng quỷ, cái này thiên nhật xuân đã có thể mở vò tán bán, có thể hay không mua cái một chén nếm thử hương vị. Một chén. Loại yêu cầu này quả thực hiếm thấy, chủ yếu thật đúng là không có người có cái mặt này tại viên tử phô nói ra, trưởng quỷ không khỏi ngẩng đầu lên nhìn kỹ một chút kế duyên. Tay áo lớn áo xám bào, đỉnh đầu gỗ linh trâm, đeo lấy bao phục sách theo dù, mặt thanh lịch sạch sẽ, kiểu tóc nhìn như tản mạn lại lại lạ thường tự nhiên, không giống kẻ có tiền thực sự không giống như là tới quấy rối, đang nhìn chỉ mở ra một nửa con mắt lúc, trưởng quỷ rõ rệt hơi hơi sửng sốt một chút. Khách quan là mới đến Xuân Huệ Phủ. Hôm nay mới tới, thăm dò được thiên nhật xuân danh tiếng, liền muốn đi thử một chút. Tới tới tới. Chưởng quỷ gật gật đầu, một bên hướng phía kế duyên vẫy vẫy tay, một bên từ phía sau lưng trên kệ vài cái vò nhỏ bên trong nâng quá một vò, mở ra đóng kín nhét. Lấy ra một cái tiểu chén sứ phóng tới quầy hàng, lại dùng một cái tinh xảo tiểu đề muỗng ngã vào bên trong đưa ra gần một nửa, màu hổ phách trụ dịch quay tròn vừa vặn đổ đầy tiểu chén sứ, đổ xong miệng chén còn cùng nâng muỗng liên tiếp tơ mỏng, chưởng quỹ khẽ sốt mới cắt ra mời khách quan dùng đi cực khổ ngài thưởng thức nhất phẩm cái này thiên nhật xuân tư vị lại đánh giá một phen coi như là tiền thưởng kế duy ngửi ngửi mùi rượu tới gần quầy hàng cũng không nói chuyện đưa tay nắm lên chén sứ tiến đến bên miệng nếm nếm thế mà không trước tiên nếm đến cần thích ứng đắng chát vị cảm giác ngược lại thuần hậu bên trong mang theo tinh tế tỉ mỉ một tia ngọt lại số độ so trước kia uống qua hoa điêu hơi cao lại một ngụm đem bản này liền không nhiều rượu uống cạn, mới có hơi đắng vị cùng mùi rượu kích thích nước mũi, phía sau liền chuyển thành thuần hậu ngọt ráp, nuốt xuống sau đó trong miệng dư vị thơm ngọt cũng thật lâu không tán. Kế duyên kiếp trước vốn không thích uống rượu, cho rằng rượu gì cũng khó khăn uống, không nghĩ tới đời này lại có thể thưởng thức ra lần này tư vị. Rượu ngon, không thẹn thiên nhật xuân danh tiếng. Kế duyên cũng không nói cái gì rõ ràng ca ngợi bảo, trực tiếp từ trong ngực lấy ra hai cái tiêu chuẩn một lượng tròn thỏi bạc đặt ở trên quầy. Rượu này một ngụm quả thực không đủ, chính là ăn ít mấy bữa cũng phải mua lấy một cân. Chưởng quỷ tươi cười rạng rỡ, đây đã là tốt nhất ca ngợi rồi. Khách quan chờ. Lấy bạc quá xưng phía sau, chưởng quỷ từ phía sau lưng trên kệ gỡ xuống một cái ít rượu bình đưa cho kế duyên. Thiên nhật xuân một cân. Kế duyên tiếp nhận rượu nhìn nhìn lại trong tiệm tình huống, Nghĩ đến tám thành rượu này lại cung cấp tất cả đại tử lâu khách sạn chờ chỗ, cũng chắc chắn có thương nhân vận chuyển hàng hóa tứ phương, viên tử phô hẳn là cũng chính là cái sáng chiêu bài chỗ. Ai, trưởng quỷ, các ngươi rượu này thế nhưng là đắt đến liền thần tiên đều uống không nổi a à. Đi rồi đi rồi. Kế duyên cười hít một câu, mang theo chút tự miễn cùng hướng tới ý tứ, đem chính mình so sánh thần tiên, sách theo chai rượu bước ra cửa tiệm đi ra ngoài, lời này người ở bên ngoài trong tai tự nhiên trở thành câu nói đùa. Điếm trưởng quỷ cười lắc đầu, bởi vì kế duyên vừa rồi phẩm tử liền cắn răng mua rượu cử động, tỏ ra tâm tình rất tốt. Đang chuẩn bị chỉnh lý tiểu chén sứ thời điểm, một thân đưa tay phải ra lại dừng lại. Thiên nhật xuân hưởng dự bên ngoài, ngoại trừ tư vị tốt, còn có một cái đặc thù chính là rượu nhiều dính chén, cho dù là dùng nhất trơn nhẵn gốm sứ chén, cũng tuyệt đối sẽ kề cận một phần rượu dịch, thuộc về liếm đều muốn liếm mấy lần mới có khả năng sạch loại kia nhưng trước mắt này chén sứ bên trong trắng tinh không một tia rượu dịch tồn tại chưởng quỷ lại đưa ra ngón tay đến trong chén một vệt thần sắc càng là sững sờ cạn có lẽ là một cái cao minh giang hồ khách có thể hồi tưởng vừa rồi người kia nhẹ nhàng chậm chạp uống rượu động tác lại nghĩ tới hắn trước khi đi một câu nói chưởng quỷ không hiểu chính là trong lòng giật mình lập tức ngẩng đầu nhìn quanh một tiếng khách quan mới mở miệng có thể liền chỗ nào còn gặp được kế duyên người ở phương nào nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha